Ngày 9 tháng 4 năm 2022, trao đổi với thanh niên, chỉ huy một đội nghiệp vụ Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Thanh Hải, 29 tuổi, trú huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, để làm rõ tội giết người và hủy hoại tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2019, Hải có quan hệ tình cảm với một thanh niên 28 tuổi quê Tuyên Quang. Cuối tháng 1 vừa qua, Hải nói mình có thai với người tình nhưng bị gia đình bạn trai ngăn cản, không cho kết hôn nên thường xuyên cãi nhau với bạn trai. Đầu tháng 3, người tình của Hải chuyển đến ở cùng anh họ tên Việt tại nhà trọ số 4, ngõ 60, phố Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Cho rằng bạn trai né tránh, anh Việt và gia đình xúi giục bạn trai chấm dứt quan hệ với mình nên Hải nảy sinh ý định trả thù. Chiều 31 tháng 3, Hải mua xăng đến nhà trọ của người tình rồi đổ xăng, châm lửa đốt xe của anh Việt và gây ra vụ hỏa hoạn khiến một người chết, 5 người bị thương. Gây án xong, Hải bỏ đi, sau đó bị công an bắt giữ tối cùng ngày. Tại trụ sở công an, bạn trai của Hải cho biết quen Hải từ một lần ship đồ cho cô gái này. Sau đó, hai bên nảy sinh tình cảm. Khoảng tháng 1, Hải thông báo có thai và đề nghị kết hôn. Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, công an đưa Hải đi kiểm tra sức khỏe, thì người bạn trai mới biết bạn gái không hề có thai và mình bị lừa. Đáng chú ý, công an còn xác định Hải đã có chồng, chưa ly hôn và còn nhỏ.